Xin chào bạn. Hãy ngồi xuống trong yên lặng. Hãy tìm cho bạn một tư thế ngồi thoải mái, thăng bằng. Nới lỏng nếu áo quần hay bất cứ vật gì có thể đang tạo nên sự vướng víu trên người bạn. Hãy chọn cho bạn tư thế mà bạn có thể thoải mái trong 10 phút tới. Bạn cần giữ tư thế ngồi được thăng bằng mà không nghiêng về phía trước, phía sau hay nghiêng về bên phải hoặc bên trái. Hãy chắc chắn rằng đầu, cổ và lưng bạn được xếp theo một đường thẳng đứng. Hai cánh tay thả lỏng, thoải mái, gần hai bên hông của bạn. Bạn có thể đặt hai tay bạn nhẹ nhàng ở trước bụng hay hai bên đùi. Bạn có thể nhắm mắt hoặc mở mắt, khép miệng tự nhiên. Và từ bây giờ, bạn sẽ cố gắng nhắc nhở bản thân để hơi thở một cách tự nhiên mà không thúc ép nhanh hay chậm. Hãy cứ theo nhịp độ tự nhiên của cơ thể bạn hiện tại. Cơ thể bạn sẽ tự điều chỉnh nhịp điệu hơi thở, nhanh hay chậm. Bạn không cần phải can thiệp vào. Nếu bạn mở mắt, hãy nhìn xuống một khoảng chừng 50-60cm ở ngay phía trước bạn. Thả lỏng toàn thân. Bắt đầu thư giãn từ đỉnh đầu, trán, mắt. Thả lỏng các cơ ở trán ra, giữa hai lông mày, đôi mắt, hãy giãn ra. Thư giãn dần xuống hai bên má. Bình thường, bạn thấy hai bên má căng căng. Hãy thả lỏng các cơ cho má bạn chảy mềm ra. Thả lỏng các cơ ở hai bên khóe miệng, để quai hàm trễ xuống tự nhiên. Các cơ quanh miệng thường hay căng nhất. Hãy thả lỏng ra. Bạn thư giãn đến đâu thì hãy để tâm bạn chú ý đến vị trí đó của cơ thể, ghi nhận các cảm giác và cố gắng thả lỏng. Thư giãn dần xuống vai và ngực. Để tâm ở vai và ngực. Thả lỏng các cơ. Đừng để ngực mình căng theo nhịp thở. Hai bên vai mỏi, hãy thả lỏng ra. Thả lỏng hai cánh tay, từ bả vai, dọc cánh tay cho đến ngón tay. Để hai tay thả rơi một cách tự do mà không kháng cự lại. Để hai cánh tay và bàn tay mềm ra. Hai cánh tay bạn mỗi khi rất căng cứng. Thả lỏng xuống vùng bụng. Hãy để tâm ghi nhận các cảm giác đang diễn ra trong bụng của bạn. Căng, cứng, mỏi, phồng, xẹp, hãy thả lỏng ra. Nếu tâm đang chạy đi, suy nghĩ lung tung, bạn hãy kiên nhẫn quay về chú tâm và ghi nhận các cảm giác ở nơi bộ phận cơ thể
mà bạn đang cố gắng thư giãn. Thư giãn dần xuống bụng dưới. Trong bụng mình có rất nhiều cảm giác, những sự chuyển động như một cái máy. Thả lỏng ra, làm mềm thành bụng ra. Thả lỏng dần từ hông xuống đùi cho đến đầu gối. Hãy thả lỏng các cơ ở đùi ra. Ghi nhận các cảm giác mỏi ở đùi, ở đầu gối. Thả lỏng từ đầu gối, dọc ống chân, cho đến ngón chân. Quay lại từ đỉnh đầu, thư giãn mặt phía sau của cơ thể. Từ đỉnh đầu xuống gáy. Hãy để cho tâm mình trống rỗng, đừng suy nghĩ gì. Hãy để cho não mình nghỉ ngơi, có cảm tưởng như trong đầu mình trống rỗng, không suy nghĩ. Nghỉ ngơi hoàn toàn. Thả lỏng các cơ ở vùng gáy ra. Thả lỏng dần xuống hai bả vai. Hãy cảm nhận xem vai hay cổ bạn có chỗ nào nhức mỏi không. Ghi nhận các cảm giác nơi đó. Hãy giãn ra. Thả lỏng dần dọc theo hai bả vai đến cánh tay, dọc theo cánh tay rồi bàn tay. Phía mặt sau của tay. Ghi nhận những chỗ tay bạn tiếp xúc với đùi. Hãy cảm tưởng như hai cánh tay bạn nặng chịch, thả rơi tự do, mềm nhũn ra.
Chúng ta sẽ kết thúc sự thư giãn ở đây.